Em chào các bác nhá. Hôm nay em về được một con gian rổ beo các bạn. Đấy, thương hiệu gian T, gian rổ beo. Con này là hàng nước sắt tay từ Nhật về các bác nhá. Đấy, con này có size đứng bằng 50. Size đứng bằng 50, size ngang bằng 53 các bạn. Đấy, khung carbon, càng carbon và cọc yên carbon. Còn ghi đông thì em chưa khẳng định là carbon, nhưng 90% là carbon các bạn. Đấy, ghi đông. Đấy, con này chạy với bộ gúp, full bộ gúp của nó là L8000 các bác nhá. Cặp vành carbon, cặp vành carbon của gian các bạn. Xe thì mới đến 95% các bạn. Rất là đẹp, một em gian rổ beo full carbon, gần như là full carbon các bác nhá. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại 0918 096 215 các bạn. Và địa chỉ cửa hàng nhà em ở khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Em nhận bao ship toàn quốc. Các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông các bác nhé, để nhận thông báo hàng ngày. Đến mùa xe thể thao rồi, em đăng lên hàng ngày để các bác tham khảo, để lựa chọn cho mình một chiếc xe như ý. Đấy, và hôm nay em lên một em gian rổ beo để cho các bác tham khảo các bác nhé. Đấy, và em sẽ vào chi tiết để cho các bác theo dõi. Đấy, con này đi dây âm sườn toàn bộ rồi các bác nhé. Đấy, phốt tăng thì nó là phốt tăng nhôm, mà còn ghi đông thì khả năng là ghi đông carbon thì chuẩn hơn các bạn. Đấy, xe thì còn rất là mới, rất là mới luôn đấy các bạn. Đấy, còn khá là mới. Em quay lên phần sườn trên của gian rổ beo các bác nhé. Còn rất mới đấy các bạn. Đấy, em có quay em không nói nữa, và em không giới thiệu chi tiết nữa. Và đây là những cái cọc yên carbon này các bác nhé. Đấy, con này của nó hàm là hàm ngang này các bạn. Đấy, hàm thẳng đây. Đấy, đúng của gian rổ beo luôn các bác nhé. Đấy, lốp nguyên bản theo hãng luôn các bạn. Đấy, cặp vành này và dày 5 phân đến 5 phân rưỡi gì đấy, em không đo nhưng mà nó rơi khoảng 5 phân 5 phân rưỡi. Đấy, còn rất là mới đấy. Con này chạy với xe là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lít các bác nhé. 11 lít, cấu hình 11 lít của nó là UTK L8000 các bác. Này, cái này nó bóng, nó sáng, nó bóng. Em quay hơi chếch một tí đấy các bác. Đó, trực diện nó bóng. Diện này, à, nó bóng, không nhìn thấy cái gì. Nó còn mới quá. Đấy, các bác này nhìn này, còn rất là mới luôn đấy các bác. Đấy, khối lỗ thì con này tiếng líp rất là tròn tiếng. UTK L8000 các bác nhá. Con này U11, size của cái này níp của đĩa còn to của nó là 50, đĩa nhỏ 34 các bác nhá. 50 34. Đấy, cọng nước theo xe vẫn còn nguyên. Đấy, mới lắm các bạn, còn rất là mới. Yên béo rồi, yên đời mới rồi, rất là đẹp. Em sẽ sang mặt trái của xe để các bác tham khảo. Mặt trái này thì nó rõ hơn. Đây, cái này quay ra này, quay nó rõ hơn các bác nhé.
đấy em quay video, còn các bác ấy vào Zalo em sẽ qua chụp chi tiết hình ảnh em gửi cho. Xe thì còn rất là mới. Mã vạch này, con này. Đó. Mã vạch. Dây âm sườn toàn bộ các bác nhá. Đấy, cái này có cái đời này nó có GPS này các bác. Đấy, vành sau là vành gian chạy bạc đạn này các bác nhá. Và em sẽ nói qua con xe này. Con này là con gian rổ beo các bác nhá, đời cao đấy các bác. Đấy, dây âm sườn toàn bộ full, gần như là full carbon. Có cái ghi đông này em vẫn nghi ngờ nó là nhôm, nhưng mà 90% là carbon các bác. Đấy, con này chạy với bộ gúp của nó là L8000 các bác nhé. Size đứng của nó bằng 50, size ngang bằng 53 các bác nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì alo cho em qua số điện thoại em ghi vào trên tiêu đề các bác nhé. Em xin phép được dừng video tại đây và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.